Nhưng anh xông vào bảo tao lập cảnh sát chúng mày đã bị bắt. Yêu cầu Năm dừng ngay mới là tới cái nào rồi? rồi, năm mới tới rồi. Dừng lại đi. Oh my god, mà con sư tình đang hướng về lại khu vực Elysian Fieldwalk Freeway. Chặt quá. Tên nó chạy chưa? Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Về trái hướng về tập quân sắp cũ. Một con sư tình màu màu hồng ấy. Hơi hồng tí, hồng đỏ, hồng rượu vang ấy. Quẹo phải đang vừa đi ngang qua bất cáp xuống lại khu vực cao tốc Bula Street chấp chúng chấp chúng dưới cột mỏ dầu vừa trái về ta có shop à không về trái mình tiếp tục đi thẳng về cô lên cô Bula Street hay vừa trái nó quẹo ơi về hướng McDonald. Hãy dừng hành động chết tiệt của anh đi minh trai à. Hãy dừng cái hành động chết tiệt đó đi. Các anh đang chạy xe quá liều lĩnh đó minh trai. Dừng lại đi. Anh nghĩ anh chạy thoát được tụi tôi sao? Nobita cùng Shizuka dừng lại đi. Những trai em thích Doraemon lắm anh trai ơi, dừng lại đi. Biết không thương không anh trai ơi, dừng lại đi anh trai ơi, biết không thương không? Biết không thương không? Biết không thương không? Ông thương ghé qua chưa? Ông thương ghé qua chưa? Mấy trai ơi. Mới được có bảo đàn nha. Con đừng á, có bảo đàn nha. Có vậy là cấp phải á. Ngoài rút luôn. Tôi đang hướng về lại một hỏi dầu. Nhà của bóng phía phút phải xuống lại cây xăng gần bóng phía phút với cái Erencho Bolovet đi ngang qua đồ cứu hỏa xuống cấp tịch và Bolovet quẹo phải về hướng Oxford Capitan Bolovet. Cái đối tượng vừa bóc đầu đối tượng giao kích với người dân vừa tiếp tục đi như bình thường giao kích vô cây cột luôn rồi thì anh thấy gì chưa dừng lại đi biết gì chưa biết gì không trẻ thích Doraemon á dừng lại đi trời ơi đi xe vậy mà đòi chạy dừng lại đi dừng lại đi trời ơi biết gì chết rồi gì nữa không chết đâu cứ khoan màu hồng nè mày. Đúng rồi.
trên cao tốc của Olympic Parkway. Đi đường dưới ở Parkway, đối tượng có vẻ là đang muốn đi PPP hoặc không. Đối tượng đi ngược chiều Laputa Parkway. Đối tượng đi xuống dưới. Đối tượng bom cua. Đối tượng đi ngược chiều trên Pedro Freeway. Đối tượng đi lên trên Gara Bảy Màu. Đối tượng bữa trái đi địch vô ăn burger xong chạy tiếp ra xong tiếp tục đi về hướng Little Tool. Sau đó phát qua với bữa trời Boulevard bữa trái tiếp Little Street bữa trái tiếp luôn nè Catholic Avenue Nguyễn Khỏe về hướng hay nhét. Vì trời chắc chắn là như vậy rồi, dừng lại đi. Norfolk Drive Marathon Avenue bên phải, bên trái, bên phải, bên trái. Đối tượng muốn bay, nhìn là biết bay rồi. Đối tượng chưa bay, cái này không lên được đâu. Biết gì chưa? I am baby driver. Biết người đang lái xe lại không? Chị quen bít đờ bia đó. Giỡn hoài, dừng lại đi. Trời ơi. Pit này, pit này. Thôi thôi thôi. Oh my god. Tới giờ về ăn cơm rồi à, tạm biệt hai sếp. À, đừng đừng công với sếp ơi. Xe hư tốn tiền lắm. Quay lại. Trời ơi, này sếp tự để đầu lên trước nha, chứ tụi em không có ý tung đâu nha sếp. Doraemon cùng Nobita. Thấy quá, một về nhà nha sếp. Ủa đó. Nam Bình Liêu hướng về Olympic Parkway. Đi ngược chiều. Đối tượng đi xuống dưới. Đối tượng Jeff Fit. Tông ba lần rồi. Lần thứ 4 là đi à? Chạy bút khói rồi. Tiêu rồi. Đi thẳng về Mr. Joe này, qua Mr. Joe này. Về công ty trung tâm. Nó tới đợi đầu thú luôn á. Dẫn về hái bông hồng tặng cho Shizuka nè. Dừng lại đi. Chạy
xe nó cút rồi đó. À, xe chưa cút luôn rồi, đổ máy cho nó trâu vậy gì. Xong để một chiếc, không chết máy nữa. Đằng dưới quá, xe bốc khói rồi kìa, hửi khói không ngạt thở hả? Chuẩn bị tông vô gốc cây luôn là hợp lý nè. À, cũng dẻo đấy, cũng dẻo đấy, cũng dẻo anh của anh Phan đấy. Một pha lắc léo rất kéo đấy. Từ thôi, chạy như ai rủ vậy. Rồi đồ, chúng ta ăn bánh uống trà cho nó đỡ mệt nè, chạy hơi mệt rồi đó. Nghĩ về cha mẹ đi, mẹ biết là buồn đó. Gì vậy? Tôi mồ côi. Vẫn chưa sao luôn. Ghê vậy. Hỏng rồi. Chạy mẹ ơi, sao rồi. Ta thầm yêu nhúc ta. Bất ngờ chưa già. À, nà dí nữa, nà dí nữa. Ủa đâu rồi? What the fuck? Ha ha.